Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục cái lỗi disable cạc mạng nha các bạn. Khách hàng sử dụng máy tính vì lý do nào đó họ bị ngắt kết nối, không vào mạng được á. Hôm nay mình có nhận một cái PC nó bị không lỗi không vào mạng nha các bạn. Giờ mình sẽ khử khuẩn. Đây là mùa Covid. Công việc đầu tiên khi nhận máy là mình sẽ khử khuẩn. Thì sau khi khử khuẩn mình sẽ cắm nó vào một cái màn hình nha. Giờ mình sẽ khởi động lên BCGCMX, cái main này rất là lâu nha các bạn. Đó, bấm F2 để vào. Bắt đầu nó vào trong Windows nha các bạn, nó xài Windows XP. Khi vào trong Windows XP các bạn nhìn bên góc phải đó, cái biểu tượng cạc mạng nó không có nha. Bạn thấy không có cái biểu tượng cạc mạng. Bây giờ mình lít phải vào My Computer, Explore. Bạn thấy cái phần My Network Play. Lít phải, chọn Property. Bạn thấy cái cạc mạng Local Area Network á. Local Area Connection nó bị tối đi. Bình thường nó sáng nha các bạn, nó tối là nó bị ngắt kết nối. Thử vào Internet. Đó, giờ mình thử vào Internet, mở lên. Không có kết nối Internet nha các bạn. Cạc mạng bị disable đi đó. Đó, bây giờ mình vào trong cái biểu tượng cạc mạng đó. Mình enable nó lên nha các bạn. Mở nó lên. Trạng thái bình thường là nó màu xanh nó sáng lên. Này nó bị disable, nó tắt đi. Mình enable nó lên nha các bạn. Đó, nó lên màu xanh. Đồng thời ở dưới góc phải nó hiện lên cái biểu tượng cạc mạng nha các bạn. Nó báo connect. Trạng thái đã kết nối, cạc mạng nó đã hiện lên màu xanh. Ok, vì một lý do nào đó người ta ngắt kết nối nha các bạn. Giờ mình cắm cái dây mạng vào để mình test. Mình mở trình duyệt, mình vào một trang mạng bất kỳ nha các bạn. Ok, vậy là nó đã vào được Internet. Có một trường hợp nữa khi các bạn sử dụng Wi-Fi nha. Máy sử dụng Wi-Fi á, bạn thấy góc phải nó mất cái biểu tượng Wi-Fi á. Thì các bạn cũng vào trong My Computer, Open. Xuống cái phần Network. Chọn Property. Change Adapter Setting. Chọn cái mục đó. Giờ các bạn thấy cái biểu tượng cạc mạng Wi-Fi nó bị tối đi đó, bị disable đi á. Bạn lít phải, bạn chọn Enable nha. Enable. Sau khi chọn Enable thì cái cặc nó sáng lên nha các bạn. Các bạn đợi tí xíu nó kết nối xong rồi cái biểu tượng Wi-Fi nó sẽ xuất hiện trở lại nha các bạn. Các bạn thấy cái biểu tượng Wi-Fi nó hiện trở lại đó. Trường hợp đó là nó bị disable đi cho nên nó mất cái biểu tượng wifi. Và các bạn vào kết nối wifi bình thường nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hữu ích, hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.